Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vintop. Chắc hẳn từ khi còn bé thì các bạn đã từng nghe thấy hoặc từng nhìn thấy hiện tượng thạch sùng đứt đuôi rồi bỏ trốn rồi phải không nào? Bởi vì chúng có khả năng tái tạo lại cái đuôi của mình. Thế nhưng, không chỉ mỗi thạch sùng mới có khả năng siêu nhiên này đâu, mà còn có rất là nhiều loài động vật sở hữu khả năng này. Thậm chí, chúng mất đi cái đầu rồi nhưng mà vẫn có thể sống sót một cách diệu kỳ. Và ngay bây giờ, hãy cùng mình điểm danh qua những bậc thầy có khả năng tái sinh mãnh liệt này nhé. Top 10 loài động vật có sức mạnh tái sinh đáng kinh ngạc. Hải sâm. Những loài động vật này thường di chuyển xung quanh đáy đại dương để nhặt các chất hữu cơ rơi từ trên cao xuống. Chúng chỉ to hơn ống thịt một chút thôi, vì thế mà nó có thể trở thành con mồi dễ dàng cho những kẻ săn mồi nguy hiểm khác. Tuy nhiên, không vì thế mà loài sinh vật nhỏ bé này lại đầu hàng. Mà ngược lại, chúng có một trong những khả năng phòng thủ đặc biệt nhất trong tự nhiên. Khi một con hải sâm bị đe dọa, nó có thể đẩy các cơ quan nội tạng của mình ra ngoài để tạo ra một mớ hỗn độn dính nhằm đánh đuổi kẻ tấn công trong quá trình di chuyển. Tuy nhiên, hàng thủ này mang theo những bất cập riêng. Khi nội tạng của chúng đã ra ngoài, hải sâm không có cách nào để đưa chúng trở lại. Nếu hải sâm muốn sống thì nó phải phát triển một bộ phận hoàn toàn mới. Và thật là kỳ diệu, nó có thể làm được điều này chỉ trong vòng 1 tuần đến 5 tuần. Bất kể con hải sâm nào đã tống các cơ quan ra khỏi miệng hay là phần sau của nó, ngay sau đó, nó bắt đầu phát triển một đường tiêu hóa hoàn toàn mới từ cả hai đầu cho đến khi cuối cùng gặp nhau ở giữa sinh vật. Sau tất cả nỗ lực này, hải sâm có thể phải làm lại tất cả các cơ quan nếu nó bị đe dọa và trục xuất các bộ phận ra bên ngoài cơ thể. Các bạn nghĩ sao về loài hải sâm có khả năng độc nhất vô nhị này? Kỳ nhông Ocelot. Loài kỳ nhông này được gọi là Ocelot. Chúng bề ngoài giống như người ngoài hành tinh, luôn bí ẩn với các nhà khoa học bởi chúng có thể tái sinh nhiều các bộ phận của cơ thể. Khi mất một chi, một phần của trái tim hoặc thậm chí một phần của não bộ thì chúng vẫn có thể mọc lại bình thường. Chúng được mệnh danh là loài khủng long sáu sừng, có đặc tính tái sinh rất là kỳ lạ, khiến chúng trở thành một trong những loài kỳ nhông được nghiên cứu nhiều nhất trên thế giới. Các nhà khoa học cũng hy vọng rằng một ngày nào đó, thông tin thu thập được từ bộ gen của kỳ nhông Ocelot sẽ dẫn đến các đặc tính tái tạo được áp dụng ở người, chẳng hạn như trong việc khôi phục các mô bị hỏng. Loài kỳ nhông này được mô tả là cá đi bộ ở Mexico, được coi là cực kỳ nguy cấp từ năm 2016. Tình hình có thể tồi tệ hơn nhưng mà đã được nhân giống để nghiên cứu từ năm 1863. Và sự phổ biến của chúng hiện nay chủ yếu được nuôi làm thú cưng. Ở Việt Nam hiện nay thì cũng đã hiện diện một số loài sinh vật cảnh mới. Giun Pinellas. Đây là một loài giun rém nước ngọt, chúng có khả năng tái sinh tuyệt vời. Nếu bạn chặt mất đầu của một con giun này thì nó vẫn sẽ có thể mọc ra một chiếc đầu mới với chức năng tương tự và hoạt động bình thường. Nghe như là trong phim luôn các bạn nhỉ, đó là một khả năng vô cùng đặc biệt. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc hơn, đó là chiếc đầu mới của nó còn có được tất cả những ký ức về chiếc đầu cũ. Kết quả này được đo bằng cách các nhà khoa học đã đào tạo một con giun dẹp có khả năng chịu đựng được ánh sáng, rồi sau đó cắt bỏ đầu của chúng đi. Hai tuần sau, số giun đó đã tái sinh những chiếc đầu mới và vẫn giữ được khả năng chịu đựng ánh sáng. Các nhà nghiên cứu chưa thể lý giải được khả năng đặc biệt này. Có thể là do một sự thay đổi ADN hoặc do chức năng của một cơ chế mà các nhà khoa học vẫn chưa phát hiện ra. Chắc chắn các nhà khoa học phải tiến hành nhiều nghiên cứu khác để làm rõ rằng chúng đã khôi phục bộ nhớ như thế nào. Hiện tại thì một số nghiên cứu đã sử dụng loài giun này để thử nghiệm việc nghiện thuốc và bỏ thuốc. Hy vọng là các nhà khoa học sẽ có nhiều ứng dụng có ích từ loài giun hết sức đặc biệt này. Sen biển. Hầu hết các trường hợp về khả năng tái tạo ở động vật xảy ra khi tay, chân, đuôi của chúng bị mất đi. Nhưng mà những con sen biển này có thể đưa khả năng tái tạo lên cấp độ thượng thừa thông qua việc mọc lại một cơ thể hoàn toàn mới. Và dường như chúng tự tách đầu khỏi thân thể một cách có chủ đích. Nếu điều đó chưa đủ kỳ lạ, đầu của chúng có thể tự tồn tại trong nhiều tuần, một phần nhờ vào khả năng quang hợp bất thường giống như là thực vật, thứ mà chúng chiếm đoạt được từ tảo. Và nếu điều đó vẫn chưa đủ quái dị, cơ thể không đầu của chúng có thể tiếp tục sống trong nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tháng. Có lẽ đây là hình thức tự chủ và tái tạo phi thường nhất trong tự nhiên. Bọt biển. Bọt biển là một trong những loài động vật đơn giản nhất hành tinh. Chúng không có hệ thống tuần hoàn, thần kinh hay là hệ tiêu hóa.
tế bào của chúng phần lớn không biệt hóa và có thể thay đổi thành một số loại trong suốt cuộc đời. Bọt biển có trong tự nhiên thường có màu sắc khi ở dưới đáy đại dương. Bất kể kích cỡ nào của chúng vào thời điểm đó, bọt biển có khả năng tái tạo các tế bào và sợi của chúng để tạo ra một sinh vật hoàn toàn mới. Nếu bạn chia nhỏ bọt biển thành từng tế bào, thì các tế bào sẽ bắt đầu tụ lại với nhau. Nếu các nhóm tế bào có đúng loại tế bào, thì chúng sẽ có thể phát triển thành một miếng bọt biển đầy đủ. Nếu bạn chia nhỏ bọt biển và trộn các tế bào của chúng lại với nhau, thì các tế bào của mỗi cá thể có thể tự nhận dạng và sẽ tự tách ra. Khả năng tái tạo từ các mảnh vỡ này rất là hữu ích trong đại dương, nơi các mảnh có thể bị vỡ ra từ một miếng bọt biển do tác động của sóng. Sau đó, những mẩu bọt biển nhỏ có thể được mang đến môi trường sống mới và sinh sống tại nơi đó luôn. Than lằn. Than lằn nổi tiếng là một khi mất đuôi, chúng có thể mọc lại đuôi đã mất không có một chút tổn hại gì. Chúng là một trong những sinh vật có khả năng phục hồi xuất sắc nhất. Than lằn là những kẻ đi săn, vì vậy chúng phải ra ngoài kiếm con mồi, nhưng mà điều này lại khiến chúng gặp các loài động vật khác. Nếu một con than lằn bị tóm vào đầu hoặc thân thì chúng không thể làm gì nhiều để chạy thoát. Nhưng mà nếu một kẻ săn mồi cắn vào đuôi thì than lằn lại có thể đấy. Rụng đuôi là một cơ chế tự vệ độc đáo của loài than lằn. Khi bị kẻ săn mồi tóm được đuôi, chúng sẽ tự động cắt đi bộ phận này mà không cần có bất cứ tác động gì từ bên ngoài. Tuyệt chiêu này vừa giúp than lằn có thể chạy thoát thân, vừa đánh lạc hướng kẻ thù, vì chiếc đuôi vừa lìa khỏi thân lúc này vẫn còn ngoe nguẩy. Vậy thì các bạn tự hỏi rằng cái đuôi của nó sẽ mọc lại hay không? Không cần phải lo lắng đâu nhé. Sau khi mất đuôi, nó có thể mọc thêm một chiếc đuôi mới khác trong vòng vài tháng. Chiếc đuôi mới này thường khác với ban đầu ở chỗ là xương đã rụng đi không mọc lại mà được thay thế bằng sụn. Sừng của hươu và nai. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy một số loài động vật có vú như là hươu và nai mọc những cặp sừng hay còn gọi là gạc. Đây là phần mở rộng của hộp sọ phát triển thành các nhánh. Chúng thường có cấu trúc xương phát triển theo cặp đối xứng. Trong hầu hết các loài hươu nai, chỉ có con đực trưởng thành là có gạc, có chức năng chính là để tăng khả năng hấp dẫn của bản thân trong việc thu hút các con cái lựa chọn để giao phối, hoặc sử dụng làm vũ khí chiến đấu con đực khác, hoặc dùng làm vũ khí tấn công, tự vệ. Hươu là loại duy nhất trong số những loài vật có vú có khả năng tái tạo lại sừng hay là gạc của mình. Theo chu kỳ, gạc bị rụng đi và tái sinh mỗi năm, vì thế mà việc lấy sừng nai là một công việc kinh doanh đẫm máu. Vào mùa xuân, những con hươu đực rụng đi những chiếc gạc cũ và những chiếc mới bắt đầu mọc lên. Những chiếc gạc mới mọc ra từ gờ xương trên hộp sọ và có thể phát triển cực kỳ nhanh chóng. Chúng được bao phủ bởi một lớp lông mềm được gọi là nhung. Bên trong lớp nhung này có các mạch máu nuôi những con gạc đang phát triển với chất dinh dưỡng cần thiết. Sau khi phát triển, sụn của gạc được thay thế bằng xương và nhung rụng thành một khối đẫm máu. Có vẻ như khả năng tái tạo hoàn toàn của gạc sau khi rụng là do một tế bào gốc trưởng thành thường không có ở động vật có vú. Sao biển. Sao biển là loài động vật sống ở tất cả đại dương của thế giới, bao gồm ở Bắc Cực và các vùng đại dương phía Nam, và có thể sống ở độ sâu dưới 6.000m. Loài sao biển này có thể tái tạo toàn bộ cơ thể hoặc biến thành một con sao biển mới chỉ từ một phần của một chân tay bị cắt đứt. Hầu hết thì chúng có một đĩa trung tâm với 5 hoặc nhiều cánh tay tỏa ra từ nó. Bên dưới cánh tay là các dãy chân ống cho phép sao biển di chuyển và tìm kiếm nước ăn. Tuy nhiên, các cánh tay của sao biển khá mỏng manh và có thể bị hư hại hoặc đứt rời. Điều xảy ra sau đó là sao biển mọc một chi mới hoặc cánh tay bị đứt lìa, mọc ra một con sao biển mới hoàn toàn. Nếu mà gặp nguy hiểm, chúng sẽ cắt đứt cánh tay của mình để cố gắng trốn thoát. Nếu kẻ săn mồi không ăn cánh tay, thì cái cánh tay này sẽ bỏ đi cố gắng sống một nơi khác với cơ thể mới của nó. Thủy tức. Được biết rằng loài thủy tức sinh sống trên trái đất đã 600 triệu năm. Loài động vật không xương sống ở nước ngọt gợi nhớ đến một sinh vật bất tử, nhiều đầu từ thần thoại Hy Lạp. Những cái đầu bị cắt đứt ngay lập tức mọc lại ngay. Sự độc đáo của chúng nằm ở khả năng tuyệt vời trong việc khôi phục các mô bị tổn thương. Chẳng hạn như là khi bị cắt làm đôi, chỉ trong một vài ngày, thủy tức sẽ khôi phục hoàn toàn cơ thể, cơ bắp, các mô khác và hệ thần kinh. Bí quyết là sự hiện diện của 3 quần thể tế bào gốc khác nhau. Mỗi quần thể tế bào gốc sẽ tạo ra một cơ thể khác nhau. Trong suốt cuộc đời của nó, thì các tế bào gốc sẽ tiếp tục bổ sung, miễn là nó ở trong một môi trường tốt và an toàn và không bị già đi. Chuột gai.
động vật có vú không nổi tiếng về khả năng tái sinh. Sau khi bị thương thì có xu hướng lành lại chậm và kết quả là thường để lại rất là nhiều mô sẹo. Tuy nhiên, một nhóm chuột từ châu Phi dường như đã phát triển một cách hoàn hảo để tránh sẹo các bạn ạ. Chuột gai là những sinh vật tương đối nhỏ và mỏng manh. Những sợi lông cứng trên lớp lông của chúng có thể ngăn cản một số kẻ săn mồi nhưng mà không nhiều. Khi bị một kẻ săn mồi vồ lấy, chúng mới thể hiện tài năng đặc biệt của mình. Chúng có lớp da dễ bị rách và ngay lập tức khi bị cầm nắm nó sẽ tự động bong ra. Sau đó, kẻ săn mồi bị bỏ lại với một lớp lông và da trong khi con chuột đã chạy đi từ đời nào rồi mà không hay. Vậy thì không biết rằng con chuột trốn thoát khi bị mất da thì sẽ như thế nào nhỉ? Các bạn không cần phải lo đâu. Trong một thời gian tương đối ngắn, da của chuột sẽ mọc lại bao gồm các nang lông, tuyến mồ hôi và các bộ phận khác thường bị phá hủy để lại sẹo. Các nhà khoa học hy vọng rằng các con đường di truyền được sử dụng bởi chuột gai để tái tạo mô cũng có thể được kích hoạt ở người vào một thời điểm nào đó. Vâng, các bạn thấy mình có kể sót một con vật nào đó hay không thì hãy để lại bình luận phía bên dưới cho kênh của chúng mình nhé. Và các bạn muốn tìm hiểu thêm những chủ đề nào đó hay ho, hấp dẫn hơn thì cũng đừng quên hãy chia sẻ ngay bên dưới. Còn bây giờ, các bạn đừng có quên là hãy like, share, subscribe và nhấn luôn cái chuông bên cạnh để theo dõi, ủng hộ Bean Talk. Xin chào và hẹn gặp lại!